Tôi được phân công để trình bày với các bạn về bệnh lý màng phổi, trong đó có tràn khí màng phổi và tràn dịch ha. Tràn dịch thì chủ yếu chúng ta sẽ tìm hiểu về tràn mủ màng phổi ở trẻ em. Thì dự kiến là hết tuần này thì cũng là kết thúc chứng chỉ hô hấp. Còn lịch thi thì trước mắt thì bộ môn vẫn chưa đưa ra cái ngày thi chính thức. Chúng ta bắt đầu luôn ha. Sau cái phần tràn khí á, thì chúng ta có thể nghỉ khoảng chừng 5 phút. Sau đó chúng ta đi qua phần tràn dịch và tràn mủ màng phổi. Ok. Thì trong cái phần trình bày bữa nay á, thì sẽ có 4 phần chính. Thứ nhất là nói sơ lại về giải phẫu và sinh lý khoang màng phổi. Thì cái phần này khá là quan trọng để chúng ta hiểu về cái cơ chế bệnh sinh của tràn khí và tràn dịch màng phổi. Cái thứ hai là về tràn khí màng phổi. Cái thứ ba là tràn dịch màng phổi nói chung. Và cái thứ tư là tràn mủ màng phổi ở trẻ em. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi lại một chút về giải phẫu và sinh lý ha. Thì khoang màng phổi tất cả chúng ta đều biết đó là nó là một cái khoang ảo thôi, hình thành bởi lá thành màng phổi là lót ở mặt trong thành ngực và các tạng trong cái thành trong lồng ngực. Và lá à, xin lỗi lá thành ha, còn lá tạng là nó sẽ áp sát cái phần nhu mô phổi, nó sẽ đi vào các rãnh liên thùy luôn. Thì giữa cái hai cái khoang này sẽ có một cái lớp dịch rất là mỏng. Người ta nghiên cứu á, thì thấy là cái thể tích dịch trung bình là 0,26 ml bạc ký. Tùy người nó sẽ thay đổi ha, ví dụ người trưởng thành á, thì đương nhiên cái lượng dịch nó sẽ lớn. Cái thứ hai là trong cái khoang màng phổi này là có áp suất âm so với khí quyển. Áp suất âm trung bình là khoảng trừ 5 cm nước, nhưng mà nó sẽ thay đổi tùy cái vị trí. Ví dụ như ở đỉnh phổi á, thì nó sẽ âm hơn so với đáy phổi. Thì cái con số trừ 5 cm nước nó sẽ ở khoảng liên sườn 3 á, đường trung xin lỗi liên sườn 3 ha, khi mà ở tư thế là thẳng đứng. Tuy nhiên thì có rất là nhiều nghiên cứu, người ta cũng thấy là cái con số này nó không có hằng định trên tất cả mọi người. Nhưng mà nhìn chung thì ở đỉnh nó sẽ âm hơn là ở đáy phổi. Thì đây là cái mặt cắt ngang thôi, thì chúng ta thấy là lá thành là lá màu xanh lá cây ha, lá tạng là màu đỏ. Cái thứ hai chúng ta cần phải nắm đó là cái hệ bạch huyết. Hệ bạch huyết này nó có cái vai trò rất là quan trọng trong việc hình thành dịch màng phổi. Thì hệ bạch huyết ở khoang màng phổi á, nó sẽ nối liền với hệ bạch huyết tại phổi, đi về các hạch bạch huyết tại rốn phổi và đổ vào ống ngực. Thì cái điều quan trọng đó là cái hệ bạch huyết tại màng phổi á, nó phân bố rất là dày đặc. Và ở đây chúng ta thấy là cái hình biểu diễn cái giải phẫu cái vi thể của nó. Thì cái dịch tại khoang màng phổi này nó là dịch lọc từ mạch máu tại màng phổi thành và tại nhu mô phổi luôn. Sau đó dịch nó sẽ thoát vào khoang màng phổi và nó sẽ được dẫn lưu đi bởi hệ bạch huyết, và hệ bạch huyết này nằm ở lá thành. Thì hệ bạch huyết này có một cái đặc điểm, thứ nhất là nó có van và cái thứ hai là nó có nhu động. Tại vì trong cái khoang màng phổi là cái áp lực âm so với bên ngoài, do đó để dẫn lưu hiệu quả cái dịch này thì nó phải có hệ thống van và có nhu động thì mới chống lại được cái áp lực âm đó. Còn về cái cơ chế hình thành dịch màng phổi thì lát chúng ta sẽ đi sâu hơn trong cái phần tràn dịch ha. Thì đầu tiên thì mình sẽ đi vô tràn khí màng phổi. Thì tràn khí màng phổi là gì? Tràn khí màng phổi là sự tích tụ khí trong khoang màng phổi. Bình thường trong cái khoang này thì không có khí, do đó bất kỳ một cái sự hiện diện khí nào đều là bất thường hết. Và tùy vào cái thể tích khí này nó sẽ gây ra cái tình trạng xẹp phổi thứ phát nhiều hay ít. Về tần suất á, thì chúng ta chỉ tham khảo tần suất tại Hoa Kỳ thôi. Cái tần suất này là lấy trong Kentik. Còn ở Việt Nam thì chúng ta cũng không có cái thống kê nào cụ thể hết. Thì ở trẻ trai thì nó cao hơn trẻ gái. Thì ở bé trai là 4 trên 100 ngàn, còn bé gái là 1,1 trên 100 ngàn. Về cơ chế tại sao xuất hiện khí trong khoang màng phổi thì nó sẽ có ba cái đường vào.
Thứ nhất là rách màng phổi tạng sẽ gây thất trắc khí từ nhu mô phổi. Cái thứ hai là từ đi vào qua vết thương trên thành ngực. Và cái thứ ba là do vi khuẩn nó sinh khí ở trong khoang màng phổi. Về phân loại thì chúng ta có hai cách phân loại. Thứ nhất là phân loại theo kính hoặc là hở. Thì ở đây chúng ta sẽ có ba cái ha. Thứ nhất là cái tràng khí màng phổi kính, tức là cái đường vào nó đã đóng rồi. Lúc này thì khí nó nằm trong cái khoang kính và không có đi đâu được hết. Thì cái đặc điểm của cái tràng khí màng phổi, cái thể kính này á, là cái áp suất trong khoang màng phổi vẫn là áp suất âm so với khí quyển. Còn cái thứ hai đó là cái dạng hở. Dạng hở tức là cái khí nó có thể từ phế quản giống như trong hình hoặc là từ thành ngực ha. Tuy nhiên nó có sự thông thương kể cả vào thì hít vào và thì thở ra. Do đó cái áp suất trong khoang màng phổi này á, nó sẽ là áp suất bằng với áp suất khí quyển. Và cái thứ ba là cái nguy hiểm nhất là cái tràng khí màng phổi áp lực. Tràng khí màng phổi áp lực có nghĩa là cái rách cái khí vô có thể từ thành ngực hoặc là từ rách màng phổi tạng. Tuy nhiên nó sẽ có cái hiện tượng nó tạo thành cái van một chiều, tức là khí đi vào được, vào thì hít vào nhưng mà về thì thở ra, thì cái vết thương nó đóng lại, do đó khí không thoát được. Do đó khí chỉ có đi vào thôi. Và đến một cái mức độ nào đó nó sẽ gây chèn ép. Cụ thể chúng ta thấy là nó sẽ làm xẹp phổi và đẩy lệch toàn bộ trung thất qua bên đối diện. Cái thể này là một cái thể rất là nguy hiểm và là cấp cứu nội khoa luôn. Tại vì nó sẽ gây tạo áp lực dương trong thành ngực, gây chèn ép các mạch máu lớn, giảm cái lượng máu về tim và giảm cung lượng tim, dẫn tới ảnh hưởng huyết động. Cái cách phân loại thứ hai trong tràng khí màng phổi là phân loại theo nguyên nhân. Thì ở đây chúng ta sẽ có hai nhóm chính. Thứ nhất là tràng khí màng phổi tự phát, và cái thứ hai là tràng khí màng phổi do chấn thương. Thì tự phát người ta sẽ chia ra làm nguyên phát và thứ phát. Còn về chấn thương thì người ta sẽ chia ra là có liên quan đến bác sĩ, tức là liên quan đến thủ thuật hoặc là điều trị. Và thứ hai là không có liên quan đến bác sĩ ha. Thì tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát xảy ra trên một bệnh nhân mà trước đó không hề có bệnh lý nền tại phổi hoặc là không có tiền căn chấn thương gì hết. Thì cái nguyên nhân này người ta đặt ra là giả thuyết là có những cái bóng khí hoặc là kén khí, hay là thật ra là tiếng Anh nó sẽ chính xác hơn, tức là bleb hoặc là bile, nó nằm tại dưới cái lá màng phổi tạng. Thì khi mà vỡ cái bóng khí này á thì nó sẽ gây thất thoát khí vào trong khoang màng phổi. Thì ở đây chúng ta có một cái hình CT cắt dọc thấy một cái bleb ở đỉnh phổi. Thì đa số cái bleb này nó sẽ nằm ở đỉnh nhiều hơn ở đáy ha. Và cái vỡ nó cũng thường xảy ra ở những cái bleb tại đỉnh phổi. Có thể là do cái áp lực âm tại đỉnh nó chênh lệch nhiều hơn so với đáy. Thì các yếu tố nguy cơ của tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát, người ta thấy thứ nhất là giới tính nam sẽ nhiều hơn nữ. Cái thứ hai là tiền căn gia đình, có thể là có liên quan đến gen. Cái thứ ba là cái thể trạng của bệnh nhân cao gầy. Và cái thứ tư là bệnh nhân có hút thuốc lá. Hút thuốc này là chủ động hoặc là thụ động đều có hết. Còn một số cái yếu tố nguy cơ khác thì ít gặp hơn, nhưng mà đây là bốn yếu tố nguy cơ thường gặp nhất. Thì bleb và bile thì là những cái bóng khí nằm ở dưới cái màng phổi tạng. Thì ở đây chúng ta thấy ha, người ta phân biệt hai cái này chủ yếu dựa trên kích thước. Thì bleb là thường dưới 1 cm và bile thường là trên 1 cm. Và cái thành của nó rất là mỏng, trên CT người ta định nghĩa là gọi là bleb hoặc bile là cái thành nó dưới 1 mm. Cái này rất là quan trọng bởi vì chúng ta cần phải phân biệt giữa cái tổn thương này dưới lá màng phổi tạng với lại cái bóng cái kén khí của phổi, kén khí của nhu mô phổi ha. Thì thật ra cái phân biệt gọi là cái tiêu chuẩn vàng á, để kết luận là giải phẫu bệnh. Nhưng mà trên CT họ cũng có một số những cái tiêu chuẩn, ví dụ như nãy giờ chúng ta có nói ha, tức là thấy thường thấy là có một cái lớp thành á, rất là mỏng dưới 1 mm và
thường nó nằm ở đỉnh phổi nhiều hơn, ví dụ như là cái hình bên cạnh cũng là một cái hình CT của cái bưu lê. Cái thứ hai là tràng khí màng phổi tự phát thứ phát. Thì những cái bệnh nhân này thì trước đó có một cái bệnh lý nền tại phổi rồi. Nguyên nhân là do vỡ các phế nang của bệnh lý tại phổi và không liên quan đến chấn thương. Thì các bệnh lý phổi trước đó có thể gặp như là hen suyễn thì bệnh nhân thường bị tràn khí khi lên cơn hen cấp, hoặc là viêm phổi hoại tử, lao phổi, xơ nang, hay là có những cái bệnh lý phổi bẩm sinh, bệnh phổi mô kẽ, vân vân. Thì ở đây là một cái bảng thống kê về các bệnh lý nền tại phổi gây ra tràn khí màng phổi tự phát thứ phát ha. Thì cái này khá tương đối là đầy đủ. Còn cái thứ ba đó là tràn khí màng phổi sau chấn thương. Thì thật ra cái này nó sẽ liên quan đến ngoại nhiều hơn. Thì nó sẽ chia làm hai nhóm, thứ nhất là liên quan đến thầy thuốc và cái thứ hai là không liên quan đến thầy thuốc, thì thường là do chấn thương ngực. Thì cái đặc điểm của tràn khí màng phổi sau chấn thương là nó có thể đi kèm với tràn máu màng phổi. Thì những cái mà nó liên quan đến điều trị chúng ta có thể gặp ví dụ như là sau phẫu thuật tim lồng ngực, hoặc là có sau thủ thuật đặt catheter tĩnh mạch trung ương, hoặc là sau CPR, hoặc là thông khí nhân tạo, đặc biệt là với thông số cao thì có thể gặp tràn khí màng phổi sau chấn thương. Ví dụ như hình bên cạnh là chúng ta thấy là một em bé này đang giúp thở, đây là sơ sinh ha, và đang giúp thở thì em bé này bị tràn khí bên phải. Đối với những cái trường hợp tràn khí màng phổi này á, thì khả năng là tràn khí màng phổi áp lực nó sẽ cao hơn những cái trường hợp tràn khí màng phổi kia, đặc biệt là đối với những bệnh nhân mà tràn khí sau thủ thuật sau CPR hoặc là sau thông khí nhân tạo áp lực cao á, thì cái khả năng mà bệnh nhân bị tràn khí màng phổi áp lực nó sẽ cao hơn. Về triệu chứng lâm sàng thì đối với tràn khí màng phổi tự phát, cái triệu chứng có thể xuất hiện khi bệnh nhân đang nghỉ ngơi hoặc là chỉ là gắng sức nhẹ thôi. Người ta thấy không có sự liên quan giữa cái mức độ gắng sức với cái khởi phát của tràn khí màng phổi tự phát. Còn về triệu chứng thì hai triệu chứng mà nhắc tới nhiều nhất đó là đau ngực kiểu màng phổi. Thì đau ngực thường nó sẽ giảm bớt sau 24 giờ. Và cái thứ hai là triệu chứng khó thở. Thì hai triệu chứng này nó sẽ tùy thuộc vào cái lượng tràn khí và tốc độ thất thoát khí vào khoang màng phổi. Đương nhiên là lượng càng lớn hoặc là tốc độ thất thoát càng nhanh thì triệu chứng nó sẽ càng nặng. Và người ta cũng thấy là đối với tràn khí màng phổi tự phát thứ phát, cái triệu chứng của bệnh nhân thường sẽ nặng hơn đối với tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát. Có thể là do cái mức độ bù trừ của phổi nó kém hơn, do phổi đang có cái bệnh lý nền. Thì đối với những bệnh nhân mà chúng ta nghi ngờ tràn khí màng phổi á, thì khi mà hỏi bệnh cần phải chú ý, thứ nhất là hoàn cảnh xuất hiện như thế nào, cái thứ hai là triệu chứng lâm sàng của bệnh nhân là gì, và cái thứ ba đặc biệt quan trọng đó là tiền căn. Cần phải khai thác kỹ tiền căn để xác định xem bệnh nhân này là tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát hay là thứ phát hay là do chấn thương. Còn về khám lâm sàng thì chúng ta không thể nào quên kem chống giardia ha, tức là âm phế bào giảm, rung thanh giảm, gõ vang. Nhưng mà trên lâm sàng cái quan trọng nhất và cái chúng ta cần phải xác định đầu tiên đó là bệnh nhân này có khả năng bị tràn khí màng phổi áp lực hay không. Bởi vì tràn khí màng phổi áp lực là cấp cứu. Thì trong tràn khí màng phổi áp lực thì chúng ta thường thấy là lồng ngực bệnh nhân căng lên và đặc biệt là có rối loạn huyết động, tim nhanh, hạ huyết áp, tím tái, và chúng ta có thể quan sát được cái lồng ngực mà bên tràn khí nó căng nhanh và giảm di động. Thì khi khám thì cần phải khám toàn diện, chú ý dấu hiệu sinh tồn của bệnh nhân, xác định các dấu hiệu suy hô hấp và đặc biệt là tìm những cái dấu hiệu gợi ý bệnh lý nền của phổi. Về cận lâm sàng thì chúng ta sẽ có hai cái cận lâm sàng quan trọng nhất.
thứ nhất là chẩn đoán hình ảnh và cái thứ hai là khí máu động mạch. Còn các xét nghiệm khác thì tùy cái bệnh lý nền mà chúng ta hướng tới, chúng ta có thể chỉ định thêm. Đối với chẩn đoán hình ảnh thì đương nhiên chúng ta có ba vũ khí. Thứ nhất là X-quang ngực, cái thứ hai là siêu âm ngực, cái thứ ba là CT scan. Thì X-quang ngực đối với tràng khí màng phổi, người ta khuyến cáo là X-quang ngực thẳng. Với kỹ thuật chụp chuẩn á, tức là phim sau trước là khuyến cáo đầu tiên. Còn những cái kỹ thuật khác ví dụ như là X-quang ngực vào cuối kỳ thở ra hoặc là X-quang ngực nghiêng thì thật ra nó không có khuyến cáo nhiều nữa. Thì đối với X-quang ngực thì các hình ảnh mà chúng ta có thể gặp ví dụ như bóc tách khoang màng phổi, có khoảng sáng vô mạch là những cái mà kinh điển rồi. Cái thứ hai đối với siêu âm thì thật ra đối với khí thì tác dụng của siêu âm trước giờ chúng ta học đó là nó không có ưu thế, nhưng mà thật ra siêu âm phát hiện tràng khí màng phổi cũng rất là tốt, và đặc biệt nó sẽ có lợi thế khi mà bệnh nhân khó di chuyển, ví dụ như bệnh nhân nặng nằm hồi sức và đặc biệt là ở sơ sinh. Thì những bệnh nhân mà di chuyển kém đó, chúng ta có thể sử dụng siêu âm tại giường để phát hiện được. Còn đối với CT scan ngực thì trong ba cái xét nghiệm này thì CT scan ngực là nó có độ nhạy và độ chính xác cao nhất trong tràng khí màng phổi, đồng thời nó ước lượng cái lượng tràng khí chính xác nhất luôn. Tuy nhiên cái này không phải là xét nghiệm đầu tay, tại vì chúng ta biết là đối với em bé thì CT nó cũng sẽ ăn tia rất là lớn ha, ít nhất là gấp 1.000 lần so với X quang ngực. Nhưng mà CT có một cái vai trò rất là quan trọng khi mà chúng ta nghi ngờ là bệnh nhân này có bệnh lý nền, có thể khảo sát được nhu mô phổi rất là tốt. Cái xét nghiệm thứ hai đó là khí máu động mạch, thì khí máu động mạch thường chỉ định khi bệnh nhân có dấu hiệu siêu hấp hoặc là có thể khảo sát khi mà đang nghi ngờ một cái bệnh lý nền nào đó chẳng hạn. Còn nếu mà bệnh nhân không có dấu hiệu siêu hấp, tức là sinh hiệu hoàn toàn ổn định hết, thì chúng ta không có cần phải đề nghị khí máu động mạch. Về chẩn đoán thì chẩn đoán chủ yếu sẽ dựa vào lâm sàng và X quang ngực thẳng. Thì xác định lượng tràng khí, hồi nãy chúng ta vừa mới nói, đối với cận lâm sàng thì lượng tràng khí nó sẽ xác định chính xác nhất bằng CT, nhưng mà cái xét nghiệm đầu tay để chẩn đoán là X quang ngực. Do đó trên X quang ngực chúng ta cũng ước lượng về lượng tràng khí. Thì chúng ta có khá là nhiều cái công thức ha. Ví dụ ở đây thì có công thức Lyce, Randoria hoặc là công thức Collins, là những cái người ta sử dụng để ước lượng cái lượng tràng khí. Đây là công thức Lyce ha, đây là toán Doria. Còn đây là cái công thức Collins. Thì thật ra để mà áp dụng trên lâm sàng thì thực sự không dễ. Tại vì chúng ta phải nhớ công thức mà không phải lúc nào chúng ta cũng có thể nhớ được, đôi khi chúng ta cần phải lập sách. Thì đối với các guideline á, ủa xin lỗi các bạn ha, thì tôi tải lại, không biết tại sao nó lại mất cái bài rồi.
Rồi chúng ta sẽ đây rồi ha. Thì trong các guideline á, người ta sẽ ước lượng cái lượng tràng khí một cách rất là đơn giản. Đối với BTS, tôi thấy cái sử dụng cái ước lượng của BTS nó dễ nhất trên lâm sàng luôn. Đó là chúng ta sẽ dựa vào X quang ngực thẳng, lấy cái khoảng cách giữa hai lá màng phổi trên X quang ngực thẳng ngang vị trí rốn phổi. Nên, tức là khoảng cách B á, trên X quang ngực thẳng ha. Nếu mà nó trên 2 cm tức là lượng nhiều. Còn dưới 2 cm là lượng ít và trung bình. Còn đối với của Gala của Mỹ thì họ sử dụng cái A, tức là cái khoảng cách từ lá màng phổi tạng lấy một thằng phổi thành ở đỉnh phổi là trên 3 cm. Chúng ta có thể kết hợp cả hai cách này luôn trên lâm sàng ha. Thì cái quan trọng đó là xác định tràng khí màng phổi lượng nhiều. Về điều trị á, thì đối với tràng khí màng phổi, một khi chúng ta đã phát hiện tràng khí màng phổi trẻ em thì chắc chắn là trẻ phải nhập viện. Còn quyết định lựa chọn biện pháp điều trị gì thì quan trọng nhất là lâm sàng, tức là mức độ bệnh nhân có suy hô hấp hay không và mức độ suy hô hấp là như thế nào. Cái thứ hai thì gồm có những yếu tố, thứ nhất là nguyên nhân tràng khí, nguy cơ tái phát và lượng tràng khí. Thì lưu ý ha, có 4 yếu tố để chúng ta quyết định, thì cái quan trọng nhất luôn luôn là lâm sàng. Mức độ suy hấp của bệnh nhân sẽ quyết định cái thái độ điều trị. Suy hấp tiến triển càng nhanh thì phải điều trị càng nhanh. Các biện pháp chúng ta có thể sử dụng, thứ nhất là theo dõi. Theo dõi cái gì? Theo dõi cái lâm sàng, tức là khả năng bệnh nhân có suy hấp tiến triển nặng hơn hay không. Và theo dõi cái khả năng tái hấp thu khí. Cái thứ hai là oxy liệu pháp. Cái thứ ba là đặt dẫn lưu màng phổi, xem xét hút. Và cái thứ tư là phẫu thuật. Thì đối với tràng khí màng phổi tự phát nguyên phát ở trẻ em thì nguy cơ tái phát trong năm đầu có thể lên tới 60%. Cái này tùy tài liệu ha. Nhưng mà trong kinh tích thì người ta có ghi nhận những cái nghiên cứu là tái phát trong năm đầu đến 60%, còn sau năm đầu thì cái nguy cơ tái phát nó sẽ giảm hẳn đi. Ở người lớn cũng vậy, nguy cơ tái phát trong năm đầu nó cũng sẽ cao nhất, tầm khoảng chừng trên dưới 40%. Thì trong cái xử trí thì giống như chúng ta có nói hồi nãy trên lâm sàng á, cái mà quan trọng nhất đó là phải nhận diện được tràng khí màng phổi áp lực. Tại vì chúng ta không thể nào đợi phim X quang về để chẩn đoán được. Thì đa số nó sẽ xảy ra trên những bệnh nhân đang có thông khí với cái thông số cao hoặc là sau CPA là những cái trường hợp mà chúng ta đang thường gặp nhất. Thì ở những cái bệnh nhân này á, thì cái lâm sàng chúng ta vừa mới nói trên, tức là suy hô hấp tiến triển nhanh đồng thời có rối loạn huyết động thì khả năng đây là tràng khí màng phổi áp lực. Đương nhiên chúng ta cũng có thể cho chụp X quang nhưng mà không nên đợi X quang về. Ủa sao kỳ vậy ta? À, xin lỗi các bạn ha. Không hiểu thì sao nó lại bị như vậy hoài. Có thể là do trời mưa cho nên cái đường truyền nó không tốt. Rồi, tiếp tục ha. Thì xử trí tràng khí màng phổi áp lực á, thì quan trọng nhất là đương nhiên là phải hỗ trợ hô hấp. Nhưng mà song song với hỗ trợ hô hấp, chúng ta sẽ tiến hành chọc hút ngay
và đặt dẫn lưu màng phổi ngay sau đó. Đồng thời chú ý là cố gắng sẽ đặt đường truyền tĩnh mạch lớn vì khả năng những bệnh nhân này á, nó có thể chèn ép tim và mạch máu lớn, do đó bệnh nhân có thể rơi vào tình trạng sốc và chúng ta phải đổ hai đường truyền để kéo bệnh nhân ra khỏi sốc. Hãy lưu ý sẽ có ba cái. Thứ nhất là hỗ trợ hô hấp song song với chọc hút, sau đó phải đặt dẫn lưu màng phổi và phải đặt được truyền đường truyền tĩnh mạch lớn, tối ưu là hai đường nhưng mà ít nhất phải có một đường để chúng ta hồi sức bệnh nhân. Thì chọc và hút á, thì thường chúng ta sẽ lựa chọn là liên sườn 2 đường trung đòn. Thì cái kim thường chúng ta sẽ đi khoảng 90 độ, à, xin lỗi, đi với cái góc 90 độ ha, để chúng ta hút cái dịch màng phổi, à, xin lỗi, hút cái khí màng phổi, xin lỗi các bạn. Lưu ý là khi chúng ta đã giải áp rồi, chúng ta phải đặt dẫn lưu màng phổi, chứ không có giải áp sau đó rút kim ra luôn, không làm gì hết, bắt buộc phải đặt dẫn lưu màng phổi. Rồi, chúng ta sẽ đi qua những cái biện pháp điều trị khác ha. Sau khi mà xác định là bệnh nhân không có tràn khí màng phổi áp lực thì chúng ta có thể đợi X-quang về và chúng ta xác định xem, thứ nhất là xác định chẩn đoán, cái thứ hai là xem xét về cái mức độ, cái lượng tràn khí và coi có bệnh nhân có những cái yếu tố khác ví dụ như bệnh lý nền này kia hay không để chúng ta có cái phương hướng xử trí phù hợp. Thì cái biện pháp điều trị đầu tiên là theo dõi. Theo dõi chỉ được đặt ra khi mà lâm sàng bệnh nhân hoàn toàn không có siêu hấp và ổn định. Thì thường trong những cái trường hợp tràn khí màng phổi lượng ít hoặc là cùng lắm là trung bình và tự phát nguyên phát thì chúng ta mới đặt ra cái vấn đề là theo dõi. Cái thứ ba đó là phải kiểm tra bằng X-quang. Thì đối với những cái trường hợp tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát mà lượng ít á, thì ít nhất là phải kiểm tra X-quang mỗi ngày. Ngoài ra trong cái ngày đầu khi bệnh nhân nhập viện thì chúng ta có thể chọn cái mốc 6 tiếng sau khi nhập viện để chúng ta chụp lại một cái X-quang để xem cái lượng tràn khí nó thay đổi như thế nào. Thì cái tốc độ hấp thu khí trong khoang màng phổi thì theo Kisser và cộng sự á, thì cái tốc độ hấp thu này là từ khoảng 1,25 đến 2,2% một ngày. Khí càng nhiều thì tốc độ hấp thu nó sẽ càng cao. Còn cái biện pháp điều trị thứ hai đó là oxy liệu pháp. Thì oxy liệu pháp được đặt ra, người ta nghĩ là cơ chế thứ nhất đó là khi mà tăng cái oxy trong phế nang nó sẽ làm giảm cái áp suất riêng phần của nitrogen, tức là khí nitơ trong mao mạch, sau đó tạo ra cái gradient áp suất kéo khí từ trong khoang màng phổi vào trong mao mạch. Thì người ta thấy là khi ở thở oxy với FiO2 100% á, có thể làm tăng tốc độ hấp thu khí lên tới 4 lần so với thở khí trời. Tuy nhiên người ta không có khuyến cáo sử dụng cho tất cả các trường hợp tràn khí. Chỉ khi nào bệnh nhân có cái tình trạng siêu hấp thì chúng ta mới cân nhắc thôi. Thì đặc biệt đối với trẻ em thì người ta sẽ khuyến cáo là cần phải thận trọng đối với những tràn khí màng phổi lượng ít không triệu chứng và đặc biệt là ở trẻ sơ sinh ha. Cái thứ ba là đặt dẫn lưu màng phổi. Thì về kỹ thuật các bạn đọc thêm ha. Khi đi lâm sàng, nếu mà chúng ta có cơ hội đi lâm sàng á, thì chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn. Thì đối với đặt dẫn lưu màng phổi, chỉ định được đặt ra khi tràn khí màng phổi tự phát thứ phát do chấn thương hoặc là thất bại với điều trị bảo tồn chọc hút hoặc là dẫn lưu bằng kim nhỏ. Thì có một số lưu ý, thứ nhất á, là đặt dẫn lưu màng phổi thì chúng ta không nên hút ngay sau khi đặt, nên để khí ra tự nhiên. Bởi vì khi mà chúng ta giải thoát cái khí trong khoang màng phổi á, thì đối với những bệnh nhân mà tràn khí màng phổi với thời gian kéo dài trên 72 giờ thì bệnh nhân có một cái nguy cơ đó là phù phổi do phổi giãn nở. Thì tiếng Anh chúng ta có thể dò đọc tài liệu là RPO ha. Cái thứ hai đó là tuyệt đối không được kẹp ống dẫn lưu khi ống dẫn lưu còn đang sủi bọt khí vì nó sẽ có cái nguy cơ là tràn khí áp lực. Cái thứ ba là khi chúng ta
thấy là không còn khí ra ở ống dẫn lưu nữa, thì nó sẽ có hai khả năng. Khả năng thứ nhất là hết khí rồi, còn khả năng thứ hai là cái ống chúng ta có vấn đề, thì chắc chắn chúng ta phải chụp X-quang kiểm tra. Thì nếu như mà cái khí nó hết rồi á, thì chúng ta có thể kẹp ống thử kiểm tra lại trong sau khoảng 12 tiếng, và nếu mà bệnh nhân không có tái lập khí nữa thì chúng ta rút. Còn nếu mà ống dẫn lưu mà đã không hoạt động rồi thì rút thôi, để thay bằng cái ống khác nếu có chỉ định. Thì đây là cái kỹ thuật đặt ha, cái này chúng ta về đọc thêm. Cái biện pháp tiếp theo đó là phẫu thuật. Phẫu thuật thì chỉ định là khi thất thoát khí kéo dài. Thất thoát khí kéo dài được định nghĩa là trên 72 giờ sau khi đã đặt dẫn lưu vào liên tục mà khí vẫn ra, không có ngưng. Cái thứ hai là ở những bệnh nhân bị tái phát nhiều lần. Cái thứ ba là những bệnh nhân có những cái kén khí phổi lớn. Thì bên ngoại người ta có thể lựa chọn một là phẫu thuật nội soi, hoặc là cái thứ hai là phẫu thuật ngực hở. Thì cái mục đích khi mà phẫu thuật, thứ nhất là bịt lỗ giò, thì nếu chúng ta tìm được lỗ giò. Cái thứ hai là cắt thùy phổi có kén khí. Thì chúng ta thường thấy bên ngoại xử trí đối với những trường hợp mà si cam hoặc là si pam, thì cái nguy cơ những cái kén khí lớn thì vỡ rất là cao, và họ thường cắt cắt thùy phổi có kén khí. Và cái thứ ba là làm dày dính màng phổi. Thì thật sự trẻ em thì làm dày dính màng phổi cũng có, nhưng mà hạn chế, bởi vì cái lồng ngực và cái phổi của trẻ cũng đang phát triển. Thì ở Việt Nam thật sự là từ lúc tôi về hô hấp tới bây giờ thì tôi chưa có thấy ca nào mà quyết định là làm dày dính màng phổi hết. Nhưng mà trên thế giới thì khi mà chúng ta đọc tài liệu, chúng ta có thể thấy là ở cả trẻ sơ sinh họ cũng có thể làm dày dính màng phổi. Thì làm dày dính màng phổi người ta sẽ có nhiều cái biện pháp, ví dụ biện pháp vật lý, tức là họ làm kè hai cái lá màng phổi để tạo cái phản ứng viêm, hoặc là họ làm dính bằng hóa học, ví dụ cho tetracycline hoặc là bột tạc vào, bột tan vào để tạo cái phản ứng viêm là dày dính hai cái lá màng phổi lại với nhau. Thì đó là những cái biện pháp. Thì thông thường ở trên lâm sàng á, đối với những trường hợp tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát thì thường sẽ có xu hướng cố gắng điều trị bảo tồn hoặc là chỉ là dẫn lưu, chứ cố gắng là không có sử dụng ngoại khoa. Thì đối với cái thời gian mà theo dõi bệnh nhân á, thì trong sách người ta nói là trên 72 giờ mà vẫn còn thất thoát khí như vậy á, thì cần phải hội chẩn ngoại. Tuy nhiên trên lâm sàng chúng ta có thể theo dõi ha. Trong BTS người ta có cái những cái tài liệu người ta theo dõi đến 5 thậm chí 7 ngày để bệnh nhân, tức là cơ thể nó sẽ có cái thời gian lành cái màng phổi. Thì có một cái đối với đặt dẫn lưu màng phổi á, là khi đặt dẫn lưu màng phổi thì chúng ta có nên hút hay không, và khi nào thì nên hút. Thì trên thế giới nó người ta cũng chưa có thống nhất, nhưng mà có một cái là sau khi đặt dẫn lưu thì chúng ta không nên hút ngay mà chúng ta nên theo dõi. Thì nó sẽ có hai cái chỉ định. Thứ nhất là ống dẫn lưu vẫn hoạt động tốt nha, nhưng mà chúng ta thấy là cái tốc độ thất thoát khí vào khoang màng phổi nó vượt quá cái tốc độ dẫn lưu khí qua cái ống dẫn lưu, thì có thể chúng ta cần phải hút để tăng cái tốc độ dẫn lưu khí. Và cái thứ hai đó là chúng ta thấy rõ ràng cái tràn khí vẫn là lượng trung bình nhiều nhưng mà ống dẫn lưu ra chậm, thì có thể chúng ta cần phải có một cái áp lực hút để dẫn lưu cái lượng lượng khí còn lại ra khỏi khoang màng phổi. Thì cái áp lực hút là áp lực thấp thôi, khoảng chừng chừng 10 đến chừng 20 cm nước, chứ không nên quá cao. Thì đó là một số cái lưu ý trong cái điều trị ha. Thì đây là cái bản tóm tắt hướng xử trí tràn khí màng phổi theo phác đồ của Nhi đồng 1. Thì chúng ta thấy đối với tức là những cái dòng sau ha, tràn khí màng phổi chấn thương nè, thứ phát hai bên lượng nhiều,
dai dẳng hoặc là nghi có giò phế quản màng phổi, hoặc là kèm với tràn dịch hoặc tràn máu hoặc là tràn khí áp lực, thì hướng điều trị là đặt ống dẫn lưu. Còn đối với liên quan đến chẩn đoán và điều trị thì nếu mà lượng ít và không khó thở thì còn theo dõi, chứ một khi cái lượng đã là trung bình hoặc nhiều hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu suy hấp thì phải chọc hút hoặc là đặt dẫn lưu luôn. Còn đối với tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát á, thì lượng ít không khó thở mới theo dõi, còn một khi đã là lượng nhiều trở lên hoặc là bệnh nhân có dấu hiệu suy hấp thì cần phải đặt dẫn lưu. Thì đây là cái bản tóm tắt nó khá là đầy đủ, và dựa vào đây chúng ta có thể đề ra cái xử trí phù hợp trên lâm sàng. Còn đây là cái lưu đồ của bệnh viện Nhi Colorado về tràn khí màng phổi tự phát nguyên phát ở trẻ em, mà tôi thấy là nó cũng rất là hay. Thì đây là cái lưu đồ họ áp dụng cho cái đối tượng là trẻ lớn, là từ 12 tuổi trở lên. Còn đối với trẻ nhỏ thì người ta sẽ có một cái lưu ý, đó là tùy ca lâm sàng, tức là tùy ca chứ họ không có đưa ra một cái lưu đồ chung cho cái đối tượng là trẻ nhỏ. Thì đối với những bệnh nhân mà có biểu hiện nghi ngờ tràn khí á, thì nếu mà bệnh nhân ổn định thì chúng ta mới đợi kết quả cận lâm sàng và bắt đầu hội chẩn. Còn một khi bệnh nhân không ổn định, tức là nguy cơ là tràn khí áp lực, thì cần phải tiến hành hồi sức song song với đặt dẫn lưu màng phổi, song song với chụp X-quang phổi. X-quang phổi sẽ giúp chúng ta là xác định chẩn đoán, xác định cái lượng và xác định xem là bệnh lý nền là gì. Tuy nhiên chúng ta không có đợi X-quang về để xử trí. Rồi nếu như mà bệnh nhân mà cái này hơi nhỏ ha, khi chúng ta đào cái bài về á, hoặc là các bạn muốn thì tôi sẽ gửi cái tài liệu này cho các bạn luôn. Thì nếu bệnh nhân ổn định thì họ bắt đầu xem xét cái lượng tràn khí, thì họ cũng lấy như BTS, tức là cái bóc tách màng phổi tạng ở ngang vị trí rốn phổi trên phim X-quang ngực thẳng trên 2 cm, thì đó là lượng nhiều. Và lượng nhiều thì họ sẽ đặt dẫn lưu. Còn nếu mà dưới 2 cm thì nếu bệnh nhân ổn định thì họ sẽ theo dõi và chụp X-quang lại sau 6 tiếng. Rồi, tiếp theo là phần tràn dịch màng phổi. Không biết các bạn có cần nghỉ 5 phút hay không, hay là chúng ta đi luôn? Dạ vậy luôn đi chị. Ok, vậy chúng ta đi luôn ha. Thì chúng ta sẽ qua tràn dịch màng phổi. Thì khái niệm tràn dịch là sự tích tụ dịch bất thường trong khoang màng phổi. Đặc điểm của dịch màng phổi, cái này là trong trạng thái bình thường ha, thì dịch màng phổi có đặc điểm là không có màu, vô trùng, với cái pH trung bình là khoảng 7,6, tức là nó hơi kiềm. Lượng protein thấp khoảng 1 gram trên decilit. Trong dịch màng phổi có chứa ít tế bào với đa số là lympho, đại thực bào và tế bào trung biểu mô. Chức năng của cái dịch màng phổi đó là làm giảm ma sát giữa hai lá màng phổi, đồng thời nó cũng tham gia cân bằng nội môi. Thì đây là cái công thức Starling về điều hòa dịch màng phổi ha. Thì chúng ta sẽ thấy nó là dịch lọc từ mạch máu. Thì dịch lọc này nó sẽ phụ thuộc vào 3 yếu tố. Thứ nhất là cái áp lực thẩm thấu, xin lỗi, áp lực thủy tĩnh. Cái thứ hai là cái áp lực keo của protein trong lòng mạch, và cái thứ ba là cái hệ số thẩm thấu của cái thành mạch. Là thành mạch có hệ số thẩm thấu cao thì nó thấm qua càng nhiều. Và cái phụ thuộc thứ hai là cái khả năng dẫn lưu của mạch bạch huyết, giống như chúng ta có nói hồi nãy ha. Tức là mạch bạch huyết nó phải thông thoáng, hoạt động bình thường, hệ thống van nhu động bình thường thì nó mới dẫn lưu hiệu quả. Bất kỳ những cái yếu tố nào mà làm ảnh hưởng đến cái sự tạo thành dịch màng phổi hoặc là sự dẫn lưu dịch màng phổi đều có thể gây ra tràn dịch màng phổi hết. Thì về nguyên nhân người ta chia làm 2 nhóm là dịch thấm và dịch tiết. Cái này thì rất là kinh điển rồi, chúng ta đã biết từ trước ha.
Dịch thấm thì thường chúng ta sẽ gặp trong những cái bệnh lý toàn thân như bệnh lý về tim mạch, bệnh thận hoặc là xơ gan. Còn dịch tiết thì có thể gặp trong nhiễm trùng ác tính, bất thường hệ bạch huyết, vân vân. Đây là nó biểu hiện nó thể hiện bằng hình ảnh thôi. Thì các nguyên nhân thường gặp, đây là thống kê ở trẻ em. Thì chúng ta thấy là có trẻ em cũng rất là nhiều nguyên nhân. Nhưng mà nguyên nhân hàng đầu là viêm phổi. Nó chiếm tới 50 đến 70% các ca. Do đó khi chúng ta tìm hiểu về các guideline hướng dẫn tiếp cận tràn dịch màng phổi trẻ em, người ta luôn tiếp cận theo hướng nhiễm trùng hay không. Và đa số sẽ nhấn mạnh vào cái hướng là tràn dịch màng phổi liên quan đến viêm phổi. Còn các bệnh lý khác như bệnh thận, chấn thương, siêu vi, ác tính vân vân thì cái tần suất của nó thì tầm khoảng từ 10% đổ lại thôi, chứ nó không cao. Về lâm sàng thì tràn dịch màng phổi nó sẽ có hai nhóm triệu chứng. Thứ nhất là nhóm triệu chứng của tràn dịch, thì có hai triệu chứng quan trọng là đau ngực và khó thở, là triệu chứng cơ năng ha. Còn thực thể thì chúng ta có thể khám thấy hội chứng ba giảm, tiếng cọ màng phổi và cái dấu hiệu xưa hấp. Xưa hấp là do xẹp phổi. Và cái nhóm thứ hai đó là triệu chứng của bệnh nền gây ra tràn dịch màng phổi. Thì đây là các thống kê về cái độ nhạy và độ đặc hiệu của các triệu chứng. Thì cái chúng ta thấy là cái triệu chứng mà có cái độ đặc hiệu cao nhất đó là tiếng cọ màng phổi. Nhưng mà để khám mà ra tiếng cọ màng phổi thì cực kỳ khó. Độ nhạy của nó chỉ khoảng 5,3% thôi. Độ đặc hiệu đến 99%. Thì trên lâm sàng thật sự mà những ca mà đếm được cái số cái nghe được cái tiếng cọ màng phổi này, thật sự chỉ đếm trên đầu ngón tay thì rất là hiếm. Ngoài ra chúng ta có những cái khác ha, ví dụ như là cái lồng ngực nó không có cân xứng hoặc là giảm phế âm vân vân. Còn về cận lâm sàng thì thật sự á, ở phòng khám và thậm chí ở trên khoa thì tràn dịch màng phổi chúng ta chủ yếu chẩn đoán dựa vào cận lâm sàng. Cái đó là sự thật là như vậy ha. Thì cận lâm sàng chúng ta cũng có ba cái phương tiện giống như tràng khí. Thứ nhất là X-quang ngực, cái thứ hai là siêu âm ngực và cái thứ ba là CT scan. Thì cái hình ảnh trên X-quang là những cái hình ảnh chúng ta đã biết từ trước rồi. Ví dụ như mờ góc sườn hoành, đường cong Ramazo đối với những phim X-quang thẳng đứng. Rồi có những hình ảnh khác như là bóc tách màng phổi. Nhưng mà trong ba cái xét nghiệm này thì cái xét nghiệm mà nhạy nhất và quan trọng nhất đối với tràn dịch màng phổi là siêu âm ngực. Tại vì siêu âm ngực không những là giúp chúng ta chẩn đoán xác định, còn giúp chúng ta xác định cái tính chất dịch, đồng thời có cái tác dụng rất lớn trong việc đánh dấu và hướng dẫn chọc dò hoặc là đặt dẫn lưu màng phổi nếu cần thiết. Còn CT scan thì thật ra nó ước lượng lượng dịch cũng rất là tốt, tuy nhiên nó không có được chỉ định thường quy. Thường là chỉ dùng để đánh giá cái nhu mô phổi hoặc là để chẩn đoán phân biệt thôi. Thì đây là cái phim cách đánh giá lượng dịch trên phim X quang ha. Thì chúng ta có hai cái, thứ nhất bên tay trái là X quang ngực thẳng đứng, bên tay phải là X quang ngực thẳng mà em bé nó nằm. Thì thẳng đứng thì thường chúng ta sẽ lấy mốc là 1/4 lồng ngực và 1/2 lồng ngực để phân chia lực ít, trung bình và nhiều. Còn X quang ngực nằm á thì thường chúng ta sẽ dựa vào cái mức độ bóc tách của màng phổi, thì cái khoảng cách từ cái lát thạch tạng cho đến thành ngực là 1 cm, ở dưới 1 cm, từ 1 đến 2 cm hoặc trên 2 cm là lượng ít, trung bình, nhiều. Thì có một cái đó là khi mà chúng ta áp dụng cái cách ước lượng này á, chỉ đối với những cái dịch mà dịch tự do. Còn một khi là dịch khu trú thì chúng ta không thể sử dụng cái biện pháp mà ước lượng lượng dịch này được. À, về cái cận lâm sàng thứ hai rất là quan trọng đối với tràn dịch màng phổi đó là xác định xét nghiệm dịch màng phổi. Thì xác định cái xét nghiệm dịch màng phổi này có ba cái. Thứ nhất là về đại thể, cái thứ hai là phân tích. Phân tích thường chúng ta sẽ có phân tích về tế bào sinh hóa,
vi sinh. Cái thứ ba là một những cái xét nghiệm khi mà chúng ta có định hướng nguyên nhân, ví dụ như là PCR các tác nhân, hoặc xét nghiệm tìm lao, hoặc là triglycerid, amylase, BNP, vân vân. Cái này là tùy nguyên nhân mà chúng ta cho chỉ định. Thì về đại thể dịch màng phổi, đại thể dịch màng phổi thì đối với cái dịch màng phổi thông bình thường á, thì thường nó sẽ có cái dịch là vàng tương đối nó trong, tức là ống A á. Còn những cái khác thì chúng ta sẽ lưu ý ha, nó sẽ có những cái, thứ nhất là chúng ta phân biệt xem là nó có máu hay không. Thì máu nó sẽ có hai cái, một là chúng ta máu nằm trong dịch màng phổi và máu không đông. Cái thứ hai là coi chừng chúng ta khi mà chúng ta chọc dịch để chúng ta lấy làm xét nghiệm, chúng ta đã chọc vào cái động mạch liên sườn thì đó là máu đông, là ống F ha. Ngoài ra còn có cái máu cũ, đó là máu đã phân hủy rồi á, là ống G, tức là thấy màu nâu. Thì đối với máu không đông thì cái trên lâm sàng chúng ta sợ nhất là ung thư. Còn về đại thể thì chúng ta có thể phân trên lâm sàng đối với tràn dịch màng phổi trẻ em và đặc biệt trên khoa hấp á, thì chúng ta sẽ phân biệt xem là nó có mủ hay không nữa. Thì thường cái dịch nó sẽ đục hoặc là mủ đại thể luôn. Còn đối với dịch mà vàng trong á, dịch vàng chanh á, thì có khả năng là lao, nhưng mà có khả năng là giai đoạn đầu của mủ nó cũng có cái màu vàng như vậy và có thể là hơi đục đục, rất là khó phân biệt. Nhưng mà trên đại thể thì chúng ta có thể định hướng được cái nguyên nhân để chúng ta có cái hướng xử trí tiếp theo. Ví dụ như là đại thể mà chúng ta thấy là dịch mủ đặc luôn á, thì chúng ta sẽ cân nhắc đặt ống lưu liền. Còn một khi chúng ta đã thấy màu vàng thì có lẽ chúng ta nên chờ đợi một chút để xem cái sinh hóa về nó có gợi ý lao hay không, sinh hóa và tế bào ha, có gợi ý lao hay không. Cái chỉ số thứ hai khi mà phân tích dịch màng phổi đó là pH. Thì pH dịch màng phổi bình thường là từ 7,6 đến 7,66, tức là dịch màng phổi nó sẽ có pH kiềm. pH dịch màng phổi được gọi là toan, được định nghĩa là toan khi mà pH nó dưới 7,3. Thì cái cơ chế của toan hóa dịch màng phổi là thứ nhất là do tăng chuyển hóa hoạt động của các tế bào bạch cầu hoặc là do vi khuẩn. Cái thứ hai là tình trạng viêm và tạo fibrin trong cái dịch màng phổi. Thì người ta thấy là dịch thấm thì thường cái pH của nó thường khoảng từ 7,45 đến 7,55. Còn dịch tiết thì đa số là từ 7,3 đến 7,45, tức là nó có xu hướng toan hơn. Còn đối với pH 7 dưới 7,3 thì thường gặp trong những trường hợp vỡ như vỡ thực quản nè, hoặc trong bệnh ác tính, bệnh thấp, hoặc là trong viêm phổi hoặc là lao màng phổi. Phân tích dịch màng phổi thì chúng ta cũng bắt buộc phải phân biệt dịch thấm và dịch tiết nữa ha. Thì cái này chúng ta đã học từ lúc đại học rồi, thì có rất là nhiều chỉ số để phân biệt dịch thấm và dịch tiết. Như là ở đây chúng ta có cái bảng các đặc điểm về đại thể nè, về số lượng tế bào, pH và về sinh hóa dịch màng phổi. Ngoài ra còn có tiêu chuẩn Lyce nữa. Thì đối với độ nhạy và độ đặc hiệu của các tiêu chuẩn này như thế nào? Thì đối với tiêu chuẩn Lyce là cái hàng cuối cùng á, chúng ta thấy là nó rất là nhạy, 99,8%. Nhưng mà thật ra độ đặc hiệu của nó thì khoảng 73% thôi. Và các tiêu chuẩn khác thì chúng ta thấy là có cái protein dịch màng phổi trên 3 gram trên decilit, hoặc là cái tỷ số giữa protein dịch màng phổi và protein huyết tương, hoặc là cái hiệu số giữa albumin hoặc protein huyết thương với khoai màng, với trong khoai màng phổi nữa. Nó có rất là nhiều chỉ số, tại vì người ta thấy là không có nào chính xác 100% hết. Cho nên trên lâm sàng chúng ta có thể áp dụng tiêu chuẩn Lyce, rồi chúng ta có thể áp dụng các chỉ số khác như là protein LDH ha. Như những cái bảng trên đây là những cái chỉ số chúng ta có thể sử dụng để xác định xem là dịch màng phổi của bệnh nhân là dịch thấm hay là dịch tiết. Thì về tiếp cận dựa trên cái tràn dịch màng phổi
Đối với trẻ em thì đa phần người ta sẽ tiếp cận theo hướng là tràn dịch màng phổi do viêm phổi, do biến chứng của viêm phổi là chủ yếu. Còn chỉ có người lớn thì người ta mới tiếp cận theo kiểu tràn dịch màng phổi nói chung. Thì đây là cái lưu đồ tiếp cận chẩn đoán tràn dịch màng phổi ở người lớn. Cái này chúng ta đọc cho biết thôi. Quan trọng đối với dịch màng phổi là chúng ta phải phân biệt được, chúng ta phải định hướng được cái nguyên nhân này có phải là do nhiễm khuẩn hay không. Rồi, qua tràng mũ luôn ha. Thì hồi nãy trong cái bảng mà nguyên nhân tràn dịch màng phổi trẻ em á, chúng ta thấy là cái tràn mũ màng phổi nó sẽ chiếm tới 50 đến 70% lận. Và đa số các guideline hướng dẫn tiếp cận tràn dịch màng phổi trẻ em, người ta sẽ tiếp cận theo hướng là có nhiễm trùng hay không, để người ta đi theo kiểu là tràn dịch màng phổi cận viêm phổi, tức là tràn dịch màng phổi do biến chứng của viêm phổi là chủ yếu. Thì đầu tiên là chúng ta phải nắm cái khái niệm, có hai khái niệm chính, một là tràn dịch màng phổi cận viêm phổi, tức là sự tích tụ dịch trong khoang màng phổi do biến chứng của viêm phổi gây ra, và cái thứ hai là tràn mũ màng phổi. Tràn mũ xảy ra khi mà vi sinh vật vật xâm nhập và gây nhiễm trùng trong khoang màng phổi. Thì hai cái này nó sẽ hơi khác nhau một chút xíu. Một lát chúng ta sẽ có cái hình để biểu hiện cái khác nhau như thế nào ha. Về dịch tễ đối với tràn mũ màng phổi thì nó sẽ thay đổi tùy theo quốc gia. Thường gặp nhất là ở lứa tuổi là 1 tới 4 tuổi. Và đối với trẻ em thì tràn mũ có tiên lượng khá là tốt, tốt hơn hẳn so với người lớn, với tỷ lệ tử vong và tỷ lệ di chứng nó thấp hơn nhiều. Thì trong quá trình thay đổi về dịch tễ của tràn mũ màng phổi á, thì nó sẽ có những cái mốc quan trọng, và những mốc này gắn liền với sự xuất hiện của vaccine. Thì đầu tiên là vaccine của HIP ha. Vaccine HIP sẽ làm giảm tần suất viêm phổi và viêm màng não do HIP. Do đó các biến chứng liên quan đến viêm phổi do HIP nó cũng giảm đi. Cái mốc thứ hai là xuất hiện vaccine phế cầu 7 serotype. Thì vaccine phế cầu 7 serotype nó sẽ làm giảm cái tần suất viêm phổi do phế cầu. Tuy nhiên nó lại người ta thấy là có sự tăng về tần suất biến chứng của viêm phổi, trong đó có tràn mũ. Thì lý do được đưa ra đó là do vaccine BCV7 này nó sẽ chỉ phủ 7 chủng thôi. Còn lại thì có những cái chủng hướng phổi và những cái chủng độc lực cao đối với phổi thì nó lại không phủ. Do đó những cái chủng này nó trở nên nó ưu thế hơn và nó gây bệnh và gây biến chứng nhiều hơn. Thì sau đó đến khi có sự xuất hiện của cái vaccine BCV13 á, thì nó cũng bắt đầu phủ những cái chủng mà ái lực cao, độc lực cao với phổi này. Thì hiện tại thì người ta thấy là tần suất những cái biến chứng do viêm phổi phế cầu nó cũng giảm giảm luôn. Và hiện nay thì cái tần suất mà viêm tràn mũ màng phổi hoặc là áp xe phổi mà do phế cầu trên lâm sàng rõ ràng nó thấp hơn nhiều so với 10 năm trở về trước ha. Về cơ chế bệnh sinh thì cái này là cơ chế bệnh sinh của tràn dịch màng phổi cận viêm, là tình trạng viêm phế nang, nó dẫn tới là các mạch máu nó sẽ giãn và tăng tính hình thành mạch, dẫn đến thất thoát dịch nè, rồi các tế bào bạch cầu nó thoát mạch vào trong khoang màng phổi, gây cái phản ứng viêm trong khoang màng phổi, và sau đó là vi khuẩn nó cũng xâm nhập vào trong khoang màng phổi, gây ra viêm trong khoang màng phổi và gây tràn mũ màng phổi. Thì đối với tràn mũ màng phổi do biến chứng của viêm phổi á, thường nó sẽ trải qua 3 giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn xuất tiết, xuất hiện khoảng từ 2 đến 5 ngày sau khi khởi phát viêm phổi. Thì ở đây thì thường là chỉ tăng cái thất thoát dịch và bạch cầu thôi. Lúc này vi khuẩn nó chưa thực sự xâm nhập vào trong khoang màng phổi. Nhưng mà sau đó đến giai đoạn 2 thì vi khuẩn xâm nhập và bắt đầu gây ra các tế bào sợi fibrin hóa trong khoang màng phổi. Thì chúng ta có thể thấy là khoang màng phổi nó bắt đầu cái dịch nó lợn cợn và nó tạo rất là nhiều vách. Cái giai đoạn thứ ba là giai đoạn tái cấu trúc. Thì lúc này nó sẽ các tế bào sợi nó sẽ xâm nhập vào khoang màng phổi và tạo ra cái một cái màng sợi dày bao phủ cái màng cái phần màng phổi luôn.
thì cái số cái thời gian trên đây á, từ 2 năm ngày, 1 đến 2 tuần và từ 3 tuần là thời gian tương đối thôi, nó không phải là thời gian tuyệt đối, nhưng mà nó sẽ giúp chúng ta tiên lượng được. Ví dụ bệnh nhân tới vào khoảng tuần thứ nhất, vào ngày 7 của bệnh chẳng hạn, thì khả năng bệnh nhân này bắt đầu qua cái giai đoạn 2 rồi, tức là giai đoạn fibrin hóa, bách hóa, và vi khuẩn đã xâm nhập vào khoang màng phổi rồi. Thì ngoài cái viêm phổi ra thì vi khuẩn có thể xâm nhập theo các đường khác gây tràn mũ màng phổi, ví dụ như là từ thành ngực, hoặc là từ dưới cơ hoành, hoặc là từ trung thất. Thì vi khuẩn xâm nhập lên nó cũng có thể gây nhiễm trùng tại khoang màng phổi, gây tràn mũ màng phổi mà không có liên quan đến viêm phổi ha. Thì đó là lý do tại sao mà chúng ta có hai cái khái niệm riêng biệt, một đó là tràn dịch màng phổi cận viêm và cái thứ hai là tràn mũ màng phổi. Thì trong cái khuôn khổ bài này chúng ta chỉ tìm hiểu về tràn dịch màng phổi và tràn mũ màng phổi do biến chứng của viêm phổi mà thôi. Về nguyên nhân thì trong textbook thì chúng ta sẽ thấy đối với tràn dịch màng phổi cận viêm, tràn mũ màng phổi do viêm phổi á, thì cái nguyên nhân hàng đầu là phế cầu, sau đó là đến vai trò của tụ cầu, rồi các nhóm các vi khuẩn kỵ khí như là Streptococcus, Diogenes hoặc Viridans hoặc Villeri. Tuy nhiên tại Việt Nam á, trong các nghiên cứu tại Bệnh viện Nhi đồng 1 của các bạn nội trú, các bạn cao học, thì người ta thấy đó là cái tỷ lệ do Staphylococcus aureus thì nó cao hơn hẳn so với Streptococcus pneumoniae. Thì đây là một sự khác biệt về cái tác nhân gây bệnh của Việt Nam so với ở trên thế giới. Còn về sự thay đổi tác nhân theo lứa tuổi thì cái bảng này là cái bảng trước thời kỳ, thống kê trước thời kỳ có vaccine HIP. Cho nên chúng ta thấy là cái HIP nó vẫn là số 1. Còn hiện tại á, thì do cái độ phủ của vaccine HIP nó rất là lớn rồi, nó rất là hiệu quả, cho nên cái tần suất mà những cái biến chứng viêm phổi do HIP nó dễ giảm rất là nhiều. Trên thế giới hiện tại thì phế cầu là số 1, sau đó là staph là số 2. Thì chúng ta thấy là từ ở lứa tuổi là không từ 0 đến 6 tháng thì cái nhóm rem âm là hàng đầu, sau đó là đến tụ cầu và đến nhóm strep. Còn từ 7 đến 12 tháng thì bắt đầu có HIP ha, rồi có phế cầu và có tụ cầu. Nhưng mà HIP bây giờ nó cũng không còn phải là hàng đầu nữa đâu. Còn về kháng sinh này, về cái điều trị thì chúng ta không có hoạt động ở đây nha. Cái này là lâu rồi. Hiện tại thì không có còn sử dụng cái kháng sinh này để mà điều trị tràn dịch màng phổi và tràn mũ màng phổi do viêm phổi nữa. Về yếu tố nguy cơ của tràn dịch màng phổi cận viêm á, thì gồm có những cái sau: thứ nhất là suy giảm miễn dịch, thứ hai là bệnh lý ác tính, cái thứ ba là bất thường gen như hội chứng Down chẳng hạn, hoặc là tim bẩm sinh, sơ nang, hoặc là nhiễm siêu vi trước đó. Về lâm sàng của tràn dịch màng phổi cận viêm hay tràn mũ màng phổi thường phải nghi ngờ trên những bệnh nhân mà viêm phổi kém đáp ứng với điều trị. Thường chúng ta lấy cái mốc là 48 giờ sau khi điều trị kháng sinh mà bệnh nhân không có cải thiện. Thì triệu chứng do tràn dịch gồm có đau ngực kiểu màng phổi và khó thở. Ngoài ra còn có những cái triệu chứng do viêm phổi nữa, ví dụ sốt, ho, đau ngực chẳng hạn. Khám lâm sàng thì có thể gặp hội chứng Ba giảm, đồng thời khám thấy các triệu chứng của viêm phổi, ví dụ như là siêu hấp, rang phổi hoặc hội chứng nhiễm trùng, đồng thời có thể tìm các dấu hiệu gợi ý tác nhân hoặc chẩn đoán phân biệt. Về cận lâm sàng thì chúng ta có nói hồi nãy ha, cận lâm sàng quan trọng nhất đối với dịch màng phổi là chẩn đoán hình ảnh và phân tích dịch màng phổi. Về chẩn đoán hình ảnh thì đối với tràn mũ màng phổi á, thì siêu âm có vai trò rất là quan trọng. Tại vì trên siêu âm giúp chúng ta chẩn đoán được cái giai đoạn của tràn mũ rất là tốt, đồng thời giúp chúng ta hướng dẫn chọc dò, dẫn lưu và giúp theo dõi điều trị luôn.
Còn phân tích dịch màng phổi trong tràng dịch màng phổi cận vi và tràng mũ thì sẽ thấy đây là dịch tiết với lượng protein tăng, đường giảm, LDH tăng, tế bào thì thấy bạch cầu tăng và thấy đa nhân ưu thế. Thì lưu ý trong cái bi lăng cận lâm sàng này, khi mà đã nghĩ đến tràng dịch màng phổi cận vi hoặc là tràng mũ màng phổi thì bắt buộc phải có xét nghiệm vi sinh. Vi sinh thứ nhất là cấy máu, và vi sinh thứ hai là khi chúng ta lấy được dịch màng phổi thì chúng ta phải nuôi cấy dịch màng phổi, hoặc là chúng ta cố gắng xác định tác nhân bằng cách PCR chẳng hạn. Thì đây là hình ảnh cái tràng dịch màng phổi cận vi, tràng mũ màng phổi trên siêu âm, thì chúng ta thấy là họ có bốn cái giai đoạn ha. Thứ nhất là cái hình A, tức là echo trống, tức là dịch này là dịch mới là dịch tiết đơn đơn thuần thôi. Hình B á, thì bắt đầu chúng ta thấy là nó có lợn cợn, tức là bắt đầu có fibrin rồi. Hình C là chúng ta thấy bắt đầu tạo vách và khá là nhiều vách, tuy nhiên cái vách nó vẫn còn mỏng. Lúc này á thì chúng ta vẫn có thể đặt dẫn lưu và kết hợp với tiêu sợi huyết được. Nhưng một khi qua hình D, tức là cái vách nó rất là dày và chắc như thế này, thì khả năng chúng ta điều trị nội đơn thuần hoặc là dẫn lưu đơn thuần nó sẽ thất bại. Cái này khả năng là phải can thiệp ngoại nếu mà tràng dịch màng phổi này là lượng trung bình nhiều, kém nhất mới điều trị. Còn đây là hình ảnh CT scan. Thì CT scan trong tràng dịch màng phổi cận vi hoặc là tràng mũ, thì thật ra cái quan trọng nhất của CT đó là đánh giá cái nhu mô phổi, đánh giá tình trạng viêm, xem có những cái viêm phổi hoại tử hoặc là áp xe phổi đi kèm hay không, hoặc là có cái tình trạng là ổ áp xe vỡ vào khoang màng phổi gây tràn dịch màng phổi hay không. Đồng thời trên CT chúng ta có thể đánh giá được là tạo vách, rồi độ dày, độ viêm, cái viêm của màng phổi hay nó sẽ bắt bắt thuốc, và cái độ dày của cái màng phổi. Thì chúng ta có thể đánh giá thêm những cái yếu tố đó nữa. Thì ở hình A chúng ta thấy là bắt đầu có xu hướng tạo vách rồi, nhưng mà chưa rõ. Nhưng mà qua hình B thì chúng ta thấy là đã có hai ổ rõ ràng, và cái thành của cái vách nó rất là dày. Thì đây là cái bản tóm tắt về cái phân độ phân phân cái giai đoạn. Thì đây là phân loại phân giai đoạn theo BTS ha. Nó cũng gần giống với cái giai đoạn mà chúng ta nói ở trên. Thì họ sẽ chia ra làm symbol, là tràng dịch nó đơn giản thôi. Cái thứ hai là tràng dịch phức tạp. Và cái thứ ba là tràng mũ. Mũ này chúng ta chọc ra là thấy mũ đại thể luôn. Thì đến cái giai đoạn là tràng dịch màng phổi phức tạp, tức là chúng ta thấy là dịch bắt đầu đục nè, rồi các xét nghiệm sinh hóa về thấy pH dưới 7.2, LDH trên 1.000, glucose, cái này là glucose giảm ha. Thì cái khả năng mà điều trị kháng sinh đơn thuần thất bại sẽ rất là cao. Lúc này có khả năng nếu mà dịch trung bình nhiều thì cấp phải đặt dẫn lưu màng phổi kết hợp. Về chẩn đoán trên lâm sàng thì chúng ta sẽ gặp là viêm phổi kém đất mới điều trị. Thường cái mốc chúng ta sử dụng là 48 giờ, thì cần phải tầm soát những cái biến chứng của viêm phổi. Khám có thể thấy hội chứng ba giảm. Về cận lâm sàng thì thấy hình chẩn đoán hình ảnh có tràng dịch màng phổi và xét nghiệm dịch màng phổi gợi ý nhiễm trùng. Đồng thời chúng ta cần phải xác định xem là bệnh nhân của chúng ta nằm ở cái giai đoạn nào để chúng ta đề ra cái biện pháp điều trị phù hợp. Thì đây là cái lưu đồ xử trí tràng mũ màng phổi ở trẻ em theo BTS. Thì họ sẽ tiếp cận dựa vào cái X-quang ngực. Sau khi xác định có tràng dịch màng phổi rồi thì họ sẽ xác định lại bằng siêu âm. Siêu âm là để đánh giá xem là cái lượng và cái giai đoạn nó sẽ chính xác hơn. Thì nếu mà đây là tràng dịch màng phổi mà nghĩ do nhiễm trùng, tức là tràng dịch màng phổi cận vi hoặc tràng mũ á, thì họ sẽ cho kháng sinh đường tĩnh mạch, rồi sau đó họ sẽ xem xét xem là có chỉ định đặt dẫn lưu hoặc là chỉ định ngoại khoa hay không. Thì ở nước ngoài có một cái
đó là khi họ không cố gắng để lấy dịch màng phổi. Ví dụ như họ thấy là dịch màng phổi nó lượng ít hoặc là vừa ít thôi, thì khả năng là họ sẽ điều trị thử kháng sinh luôn nếu mà họ loại trừ ác tính hoặc những bệnh lý toàn thân. Còn ở Việt Nam của mình thì nó hơi khác, là ở Việt Nam của mình á thì cái tỷ lệ lưu hành lao nó cao, cho nên những cái trường hợp mà tràn dịch màng phổi mà trên lâm sàng chúng ta có vẻ có nhiễm trùng á, thì chúng ta thường sẽ cố gắng nhiều hơn để lấy cái dịch màng phổi để đi xét nghiệm. Rồi, còn cái này là một cái lưu đồ ở bên Pháp thì tôi thấy là nó cũng khá là phù hợp với những gì chúng ta đang làm ở Việt Nam. Thứ nhất là họ cũng dựa vào lâm sàng ha. Lâm sàng có sốt rồi có những cái tình trạng nghi ngờ tràn dịch màng phổi mà là biến chứng của viêm phổi, thì họ sẽ đề ra cái X-quang là RX và cái siêu âm ngực để xác định chẩn đoán. Thì sẽ có hai trường hợp, thứ nhất là tràn dịch màng phổi lượng ít, tức là thường trên phim X-quang ngực thẳng là cái dịch nó ít dưới 1 cm, khả năng khó chọc dò, thì lúc này họ sẽ cho ngay kháng sinh và theo dõi luôn. Còn nếu mà cái lượng dịch nó có thể rút được á, thì họ sẽ lấy dịch màng phổi, tức là punctum pleural, là họ sẽ lấy dịch để đi xét nghiệm để xác định xem đây là dịch tiết hay là dịch thấm. Thì nếu mà là dịch tiết á, thì họ sẽ điều trị kháng sinh luôn, theo dõi và xem xét là có dẫn lưu hay không. Còn nếu mà dịch thấm thì họ sẽ bắt đầu xin lỗi, dịch thấm thì họ sẽ tìm cái bệnh lý nền ha. Thì dịch tiết thì lưu ý họ sẽ phân theo cái giai đoạn tùy giai đoạn để chúng ta có những cái điều trị lựa chọn điều trị phù hợp. Nếu mà giai đoạn đầu á, giai đoạn 1, tức là chỉ là dịch dịch tiết mà nó đơn thuần thôi, thì có thể chỉ cần kháng sinh và cân nhắc chọc dò để hút dịch thôi. Thì thông thường khi mà chúng ta rút dịch để xét nghiệm á, chúng ta sẽ cố gắng lấy nhiều dịch càng nhiều càng tốt có thể. Còn một khi mà bệnh nhân đã qua cái giai đoạn 2, tức là giai đoạn fibrin hóa và mủ hóa, thì họ sẽ xem xét khả năng bệnh nhân này có cần dẫn lưu màng phổi hay không và điều trị tiêu sử huyết phối hợp hay không. Còn một khi bệnh nhân đã qua giai đoạn 3, tức là giai đoạn mà tái cấu trúc rồi á, thì lúc này là vai trò của kháng sinh và cân nhắc ngoại khoa. Ngoại khoa có thể lựa chọn là phẫu thuật nội soi VATS hoặc là phẫu thuật ngực hở, tùy cái tình trạng ha. Về điều trị tràn mủ màng phổi thì có 3 mục tiêu. Thứ nhất là cần phải kiểm soát nhiễm trùng. Cái thứ hai là vô khuẩn hóa khoang màng phổi. Cái thứ ba là giúp cho phổi có thể giãn nở tốt để phục hồi cái chức năng hô hấp cho bệnh nhân. Thì nguyên tắc điều trị có 4 cái. Một là chắc chắn phải nhập viện. Cái thứ hai là hỗ trợ hô hấp khi cần. Cái thứ ba là kháng sinh tĩnh mạch liều cao. Và cái thứ tư là sẽ cân nhắc tháo dịch màng phổi chủ động nếu cần. Thì liệu pháp kháng sinh trong tràn dịch màng phổi cận viêm hay tràn mủ màng phổi thì lý tưởng nhất là lựa chọn kháng sinh theo kết quả kháng sinh đồ. Nhưng mà thật sự trên lâm sàng á, cái tỷ lệ mà cấy ra thì rất là thấp. Một trong những lý do đó là ở Việt Nam thì đa phần các bé nó là được sử dụng kháng sinh ở ngoài phòng khám rồi. Do đó khi vào trong bệnh viện chúng ta cấy máu hoặc là cấy dịch màng phổi thì khả năng ra dương tính nó không có cao. Thứ hai đó là chọn kháng sinh theo kinh nghiệm. Thì khi lựa chọn kháng sinh phải cân nhắc là kháng sinh luôn luôn bao phủ hai tác nhân, đó là phế cầu và tụ cầu. Và khi mà chúng ta nghi ngờ những cái tác nhân khác thì chúng ta phải cân nhắc cho thêm, ví dụ như là nếu nghi ngờ vi khuẩn không điển hình thì thêm Macrolide, hoặc là nghi ngờ nhóm kỵ khí thì thêm Metronidazole hoặc Vancomycin, hoặc là nghi ngờ tụ cầu tiết BBL thì chúng ta kết hợp một cái kháng sinh diệt khuẩn và một cái kháng sinh ức chế độc tố. Ví dụ trên lâm sàng có thể chúng ta sẽ thấy là họ kết hợp giữa Vanco và Clindamycin chẳng hạn. Thì thời gian để điều trị tràn mủ màng phổi thì tổng thời gian cả chích lẫn uống thường là từ 4 đến 6 tuần, trong đó kháng sinh tĩnh mạch ít nhất là 2 tuần. Thì đây là cái điều trị đề nghị ha.
là đối với cái tràng dịch màng phổi đơn giản á, thì họ có tùy cái lượng, họ có thể không có can thiệp lên màng phổi, chỉ điều trị kháng sinh thôi, hoặc là họ tiến hành chọc hút. Thì thường những cái chọc hút này nó sẽ kết hợp khi chúng ta chọc để lấy dịch xét nghiệm, chúng ta rút luôn cái dịch màng phổi. Còn một khi đã là tràng dịch màng phổi mà phức tạp, tức là khả năng qua giai đoạn 2 có fibrin hóa tạo vách này kia, thì cân nhắc đến đặt dẫn lưu màng phổi. Hoặc là nếu đặt dẫn lưu mà trong những trường hợp mà tràng dịch màng phổi phức tạp, bắt đầu có vách á, fibrin nhiều á, thì chúng ta sẽ cân nhắc một trong hai hướng, một là VATS hoặc là cái thứ hai là đặt dẫn lưu phối hợp với tiêu sử huyết. Còn một khi mà đã làm dịch mủ đại thể luôn, hoặc là đã dày dính dày màng phổi rồi á, đến giai đoạn 3 là tái cấu trúc, thì lúc này chỉ còn vai trò của ngoại thôi, tức là họ sẽ làm VATS hoặc là phẫu thuật ngực hở phá vách. Thì đây là cái bản tóm tắt ha. Đặt ống dẫn lưu khi mà lượng dịch là vừa đến nhiều, từ stage 2 trở đi. Còn lượng vừa nhiều mà thấy là mủ vách hóa, fibrin tức là khoảng từ 2B á, thì chúng ta sẽ cân nhắc đặt dẫn lưu cộng tiêu sử huyết hoặc là sử dụng VATS. Thì các nguy cơ đặt ống dẫn lưu màng phổi gồm có mủ đặc hoặc có hiện diện vi khuẩn, tức là nhuộm ram hoặc cấy ra dương, pH dưới 7.2, glucose dưới 40 và LDH trên 1.000 là những cái yếu tố nguy cơ đặt ống dẫn lưu, bắt buộc phải đặt ống dẫn lưu màng phổi. Còn về cái mở ngực thì tất cả các biện pháp khác đều thất bại, hoặc bách hóa quá nhiều, hoặc là có tạo kén trong khoang màng phổi, hoặc là có áp xe phổi kèm theo, hoặc có giò phế quản màng phổi, thì phải mở ngực để không những giải quyết cái màng phổi mà phải giải quyết cả cái phổi của nó nữa. Thì đặt dẫn lưu màng phổi trong tràng mủ màng phổi thì lưu ý gì? Nên có hướng dẫn của siêu âm, đặc biệt là đối với những trường hợp tràng dịch màng phổi mà phức tạp, bắt đầu có fibrin và vách rồi. Kích thước ống dẫn lưu thì từ từ 10 đến 14 F ha. Rồi thường họ sẽ cho hút, thì thường cái áp lực người ta hút khoảng chừng trừ 10 cm nước. Và lưu ý khi mà chúng ta rút dịch hoặc là chúng ta đặt ống dẫn lưu vô và dịch nó chảy ra, thì khi mà không nên cho dịch ra quá nhanh, tức là vượt cái tốc độ vượt cái thể tích 10 ml bậc ký. Thì khi chúng ta thấy là cái thể tích dịch nó ra quá nhiều, quá nhanh, thì chúng ta có thể kẹp ống trong vòng 1 giờ và sau đó chúng ta sẽ mở ống lại và theo dõi cái thoát dịch màng phổi. Rồi sau khi đặt thì chắc chắn là phải chụp X-quang kiểm tra và rút dịch, rút ống dẫn lưu khi mà lâm sàng cải thiện ha, thông khí tốt, X-quang và siêu âm hết dịch, hoặc là ống dẫn lưu tắc tức là nó không còn hoạt động nữa thì chúng ta phải rút. Điều trị hỗ trợ thì gồm có là hỗ trợ hô hấp tùy cái mức độ suy hấp của bệnh nhân. Lưu ý là có một trong những nguyên nhân gây suy hấp đó là xẹp phổi. Do đó, ngoài cái hỗ trợ hô hấp thì chúng ta còn cân nhắc đến việc mà tháo dịch để cái phổi nó bung ra. Rồi hạ sốt, giảm đau đặc biệt cần khi mà bệnh nhân có can thiệp thủ thuật. Rồi lưu ý về vấn đề dinh dưỡng ha. Về vật lý trị liệu thì không có khuyến cáo về vật lý trị liệu gì đặc biệt. Chỉ cần khuyến khích bệnh nhân là tập thể dục và vận động sớm thôi, chứ không có cần phải tập vật lý trị liệu gì đặc biệt hết. Về theo dõi thì chúng ta sẽ có hai giai đoạn. Thứ nhất là giai đoạn chúng ta đang điều trị. Thì theo dõi đáp ứng bằng lâm sàng và bằng siêu âm là chủ yếu. Không cần phải chụp X-quang mỗi ngày. Thì lâm sàng thì bệnh nhân sẽ hết sốt, rồi các dấu hiệu sẽ cải thiện, và siêu âm chúng ta cũng thấy là cái dịch nó không tăng lên và nó có xu hướng nó giảm đi từ từ. Còn X-quang thì không cần chụp mỗi ngày ha. Đôi khi chụp mỗi ngày là sẽ làm chúng ta cảm thấy hoang mang khi mà chúng ta cầm cái kết quả, bởi vì trên phim X-quang thì nó sẽ hồi phục rất là chậm so với lâm sàng. Còn trong giai đoạn phục hồi, tức là khi mà chúng ta đã điều trị
kháng sinh đầy đủ này kia, bệnh nhân đáp ứng tốt và chúng ta cho bệnh nhân xuất viện á, thì chúng ta theo dõi như thế nào? Thì đối với trẻ em, tiên lượng tràn mũ màng phổi là khá là tốt, tỷ lệ tử vong và cái di chứng nó rất là thấp. Thì thứ nhất là cái mốc theo dõi gần, tức là sau khoảng 4-6 tuần sau thì chúng ta sẽ chụp lại một cái X quang phổi. Rồi cái thứ hai là những cái tổn thương trên nhu mô phổi, ví dụ như áp xe hoặc là viêm phổi hoại tử, hoặc là những cái tràn mũ màng phổi, dày màng phổi này kia, thì nó sẽ cải thiện từ từ. Và cái mốc thời gian mà người ta thấy là cái phim X quang hoặc là CT á, nó có thể hồi phục hoàn toàn là lên tới 12 đến 18 tháng sau. Rồi, cái bài hôm nay là kết thúc ở đây ha. Nó ngắn hơn bài trước nhiều. Thì không biết các bạn có câu hỏi gì hay không? Bạn Thanh có hỏi là khi nào chúng ta nghi ngờ tràn mũ màng phổi do tụ cầu tiết BBL? Thì ở đây có hai ý ha. Thứ nhất là nghi ngờ tràn mũ màng phổi do tụ cầu. Thì thường chúng ta sẽ thấy trên lâm sàng á, thì tụ cầu nó thường có ngõ vào. Thường nhất là sẽ thấy có nhọt da, hoặc là viêm mô tế bào, hoặc là viêm khớp nhiễm trùng, vân vân. Là cái nhất. Còn cái thứ hai đó là tiết BBL, thì thường tụ cầu tiết BBL chúng ta chẩn đoán xác định là phải bằng PCR. Nhưng mà trên lâm sàng á, thì thường người ta sẽ có những cái tam chứng để nghi ngờ BBL, đó là bệnh nhân sốc nè, ho ra máu và bạch cầu giảm. Ngoài ra người ta thấy là đối với những trường hợp mà tụ cầu tiết BBL thì cái CRP tăng rất là cao, tức là phản ứng viêm cực kỳ mạnh và nó hủy bạch cầu. Do đó chúng ta sẽ thấy là bạch cầu nó giảm nè, và bệnh nhân có thể vào tình trạng sốc rất là sớm, đồng thời là có thể có ho ra máu, là ba cái. Ngoài ra khi mà đọc đó thì tôi còn thấy là người ta còn đưa ra một cái đó là CRP tăng trên 200 nữa. Nhưng mà thấy các thầy cũng ít khi nhắc tới cái CRP này, mà chủ yếu là sẽ có ba cái: bạch cầu giảm, ho ra máu và sốc, là ba cái mà người ta nhắc tới nhiều nhất. Các bạn còn câu hỏi gì không? Ok, nếu mà không có câu hỏi thì chúng ta kết thúc ở đây ha. Về bài handout á, thì phần của tôi thì cô sẽ gửi cho các bạn ở trong tuần này ha. Còn chúng ta học chứng chỉ hô hấp sẽ còn 2 buổi với bác sĩ Thảo qua Zoom. Thì các bạn chú ý tham gia nha. Còn cái bài handout của bác sĩ Thảo thì bác sĩ Thảo cũng sẽ gửi cho các bạn sớm thôi. Trong khoảng 1-2 ngày sau bài giảng cuối cùng này sẽ có tất cả các tài liệu để chúng ta có thể học kịp cho thi ha. Còn về cái ngày thi thì tôi cũng chưa thấy bác sĩ Quang thông báo gì hết. Còn nếu các bạn có câu hỏi gì á, thì có thể gửi lại hoặc là gửi cho tôi riêng cũng được. Hoặc là nếu chúng ta có cơ hội gặp nhau khi mà đi lâm sàng á, thì chúng ta hỏi cho nó cũng được ha. Những ca tràn dịch màng phổi trên lâm sàng thì cũng khá là nhiều, nhưng mà đa phần là sẽ ra lao là chủ yếu. Rồi, cảm ơn các bạn. Dạ, cảm ơn chị ạ.